hai yếu tố cần biết để tránh nhiễm nấm tái đi tái lại. Video này dành cho các chị em cùng mình sẽ cùng tìm hiểu nhé. Điều đầu tiên ấy, là phải ngăn ngừa nấm từ bên ngoài vào cơ thể. Nấm không phải tự nhiên sinh ra mà là những từ yếu tố bên ngoài, và một khi nó đã bám dính vào trong cơ thể, cả môi trường thuận lợi sẽ phát triển rất là nhanh. Vậy chúng ta phải có một môi trường bên ngoài sạch sẽ, nguồn nước sạch, đồ lót sạch, và đặc biệt là phải vệ sinh vùng kín sạch sẽ. Dược sĩ biết rằng trên thị trường có rất nhiều loại dung dịch vệ sinh khác nhau, nhưng mà chị em nên ưu tiên lựa chọn những loại dung dịch vệ sinh có thành phần chiết xuất từ thiên nhiên như dòng dịch vụ khoa Benovita này để đảm bảo an toàn cho cô bé của mình. Điều thứ hai là phải chú ý đến sức khỏe và chế độ dinh dưỡng của bản thân. Khi mà cơ thể của chúng ta khỏe mạnh thì nấm đi vào, cơ thể sẽ có khả năng tự đào thải chúng ra bên ngoài. Vì vậy, muốn có một cơ thể khỏe mạnh thì chúng ta phải tập thể dục thường xuyên, ăn uống điều độ, và đặc biệt là phải giảm đồ ngọt. Vì đồ ngọt ấy sẽ tạo một môi trường thuận lợi cho nấm phát triển. Đặc biệt là cần nâng cao hệ lợi khuẩn, một hàng rào tự nhiên của cơ thể. Chúng ta có thể bổ sung lợi khuẩn bằng các loại men vi sinh như men hồng phụ khoa Activa của Pháp này. Đây là một dòng men hướng đích bổ sung 10 tỷ lợi khuẩn cho vùng kín và được các chuyên gia y tế khuyên dùng cho các chị em có trường hợp viêm nhiễm tái đi tái lại. Ngoài ra thì sản phẩm này cũng có nghiên cứu là hỗ trợ đào thải HPV cho chị em, và đặc biệt là an toàn cho phụ nữ có thai và cho con bú. Thế đây là hai điều mà dược sĩ muốn chị em chú ý để phòng tránh viêm nhiễm tái đi tái lại. Hãy cùng chia sẻ với mọi người nhé. Sản phẩm được các chuyên gia y tế khuyên dùng và có bán tại nhiều nhà thuốc, phòng khám trên toàn quốc, hoặc mọi người có thể bấm vào đường link dưới phần bình luận để đặt hàng. Và nếu mọi người có bất kỳ thắc mắc gì, đừng ngần ngại hay đặt câu hỏi cho đội ngũ bác sĩ, dược sĩ của Bi Kinh để được tư vấn nhé.